Vào sáng ngày 23 tháng 11, trong lúc đang thi công đường dân sinh, đoạn qua thôn Prince, xã A Rơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, thì các công nhân đã phát hiện một quả bom nặng tới hơn 200kg nằm dưới lòng đất và báo cho các cơ quan chức năng. Một quả bom loại MK82 có chiều dài 1,7 mét đã được phát hiện và xử lý thành công trên địa bàn xã A Rơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong lúc đang thi công đường dân sinh, đoạn qua thôn Prince, xã A Rơi, các công nhân đã phát hiện quả bom nằm dưới lòng đất với trọng lượng hơn 200kg. Đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị sau đó đã có mặt tại hiện trường và đưa quả bom lên khỏi mặt đất. Hiện quả bom đã được di chuyển về nơi tập kết an toàn, chờ hủy nổ